Hello, Nhật Trang chúng tôi mến chào cả nhà. Thì Nhật Trang tôi muốn review một sản phẩm mang thương hiệu là Carrot. Đây là một dòng sản phẩm đời đầu của Carrot, số hiệu là CL2. Nhưng mà đời đầu thì mình quên và chưa kịp review cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ review cái đời thứ hai của cái dòng này, đó chính là Carrot CL2 Pro. Cái bản đời đầu của nó thì dung lượng pin chỉ có là 10.400 mAh mà thôi, mà mình đã dùng được cả một đêm rồi. Thì các bạn cùng xem cái sản phẩm mới là Carrot CL2 Pro nó có đặc điểm gì khác nhé, mời các bạn cùng xem. Đây, mình vừa nhận được hàng từ nhà phân phối, từ nhà đại lý đó. Cái đèn này được phân phối bởi hàng chính hãng. Đây, bây giờ mình sẽ không để các bạn chờ lâu và mình sẽ khui hộp cho các bạn xem. Mình vừa mới nhận hàng xong các bạn. Mình thì chơi và đam mê sử dụng đèn dành cho những việc là cắm trại, mất điện, đi chơi cùng bạn bè, người thân và một số công việc trải nghiệm khác. Cái hàng này được order từ nước ngoài về cho nên là hơi lâu một chút xíu. Đấy, khoảng 3 tới 5 ngày nếu mà ở trong nước, còn ở nước ngoài thì khoảng là một tuần. Các bạn đặt trước sẽ có một cái giá rất chi là tốt. Đây, nó hơi bị bóng một xíu, các bạn chú ý quan sát một xíu nhé, do cái ánh điện của mình nó hơi sáng để mình hạ thấp cái bóng điện của mình xuống nhé. Các bạn quan sát có kỹ không? Đây. Đó. Ở vỏ ngoài nó ghi này: Carrot CL2 Pro. Đây, Pro. Màu này là màu xanh rêu nhá, là rất đẹp, cái hộp rất chi là đẹp đây. Cái mẫu mã của bao bì cái hộp rất đẹp. Đó. Đó, cái mẫu bao bì rất đẹp. Ở ngoài thì có một vài thông số này, kích thước này. Đây, kích thước này. Và đặc biệt là chống nước được IPX5. Trọng lượng là 435 g. Dung lượng pin là 14.000 mAh. Hiệu điện thế là 2,8 đến 4,2 V. Mức sáng tối đa là 700 lumen. Đó. Có các thông số này. Nhìn cái vỏ cái hộp rất chi là đẹp. Nhìn rất chi là ưng mắt luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ khui hộp sản phẩm cho các bạn xem. Nó có một cái que sách giống như là một cái gì đó nó rất chi là sang trọng này, lịch sự này. Đó. Các bạn thấy rõ không? Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm cho các bạn xem. Nói chung là đồ mà bóc hộp là sướng lắm các bạn ạ. Cái sản phẩm này mình săn được cái giá là 850.000 các bạn nhé, 850.000. Đấy. Vỏ hộp màu đen sang trọng quý phái, chữ Carrot được in chìm, là in chìm màu bạc rất chi là nổi bật. Đó. Có mã số luôn này, CL05 gì này. Đấy, để mai mốt các bạn có thể là hỏng, các bạn có thể là liên hệ nhà sản xuất để các bạn được bảo hành. Nó ui, đẹp chưa. Rồi, đây là một số sản phẩm phụ đi kèm thì chắc chắn không thể thiếu được là một cái sợi dây cáp. À đây, đây là có thêm một cái sợi dây, có thêm một cái móc để các bạn có thể là treo chúng lên cây, lên cành đó. Rồi, tiếp theo là một cái sợi sạc. Đây, sợi sạc này có hai đầu luôn, một đầu là giống như là thằng iPhone đó, một đầu các bạn rút ra là Samsung. Cái đầu này chút xíu mình sẽ chỉ cho các bạn xem nó để làm gì. Đó. Ồ, chưa hết đâu. Đây, vẫn còn nhé. Vẫn còn này. Đây là Captolo của Nhật quảng cáo. Đây là họ muốn quảng cáo thêm một vài dòng sản phẩm khác của Carrot.
Đây là thông số sử dụng và hướng dẫn sử dụng cây đèn này. À, đây một cái rất chi là đẹp. Đây là một cái túi được làm từ vải nhung. Đó, được làm từ vải nhung. Nhìn rất mềm mại. Là để làm gì? Để bọc cái đèn này lại cho nó sang trọng, và các bạn mang đi mang lại nó nhìn nó không có bị chảy xước. Nên sản xuất là làm những cái sản phẩm rất chi là chỉnh chu, chu đáo. Rồi, và không để các bạn chờ lâu, thì ở đây là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, cây cà rốt CL2 Pro. Đây, Pro. Thì mình xin so sánh về kích thước nhé. Kích thước cây Pro và cây CL2 bình thường thì là kích thước là gần như là như nhau. Trọng lượng này có thể là nặng hơn một xíu do họ tăng kích thước pin. Tăng kích thước pin. Thiết kế thì cũng gần như là y chang. Đó. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một vài cái chức năng. Đó, đây là nút mở nguồn, tắt nguồn. Mở đèn, tắt đèn ở đây. Còn cái cổng này, cái cổng này là cái cổng mà để các bạn có thể là sạc pin vào. Và mình sẽ giới thiệu thêm một chút xíu về cái cổng sạc này. Cái cổng sạc này không những sạc được pin vào, mà cổng sạc này còn có thể là sạc được ngược lại cho điện thoại. Đấy, mình sẽ cắm vào đây cho các bạn xem. Đó, mình sẽ cắm vào đây. Đó. Hiện tại là đèn là còn 3 vạch pin. Đó, bây giờ mình sẽ thử cắm cái điện thoại Samsung vào cho các bạn xem cái linh động của cái cục sạc này. Nó là một ngân hàng pin dự trữ dành cho khi các bạn mất điện. Đó, các bạn có thể sạc được cái điện thoại này. Đấy. Các bạn có thể sạc ngược lại cho điện thoại. Vừa là đèn pin. Đó, vừa là đèn pin, vừa là ngân hàng pin để sạc cho điện thoại. Đây, điện thoại của mình đang sạc đây. Mình rút ra cho các bạn xem nhé. Không các bạn lại bảo là mình quay không chính xác. Đây, cắm vào này. Đây nhá. Cắm vào. Đó, thấy chưa? Vừa là ngân hàng pin, vừa là cây đèn pin. Rồi, bây giờ mình sẽ thử những chức năng của nó cho các bạn xem nhé. Các bạn nhớ sạc xong là các bạn đậy cái nắp này lại để nó có thể kháng nước và chống nước một cách tốt nhất. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử các chế độ này. Các bạn bật một cái lên. Đó, là đèn sẽ ở sáng ở mức độ là nhỏ nhất. Cái đèn này thì sáng 365 độ, đây sáng xung quanh. Đấy. Và không những thế nhá, các bạn không muốn ảnh hưởng đến phần phía trên thì các bạn cúp nó xuống. Đấy, cúp nó xuống. Cấp nó xuống, cấp nó xuống. Đó. Và các bạn treo lên là ánh sáng sẽ từ trên phả xuống dưới và không ảnh hưởng tới phần ở phía trên. Đấy. Đó, rất chi là lung linh, đấy, sáng rất chi là đẹp luôn. Giống như một cái đèn lồng. Đó. Bên cạnh đó còn có lỗ này, có lỗ để các bạn gắn tripod vào đây. Các bạn gắn cái chân ba chân vào đây để nó đứng lên đấy. Đó. Ba chế độ sáng này. Một này, sáng vừa này, sáng giữa này, sáng nhất này, sáng trắng này, rồi sáng phía dưới này, sáng đỏ này, đỏ nhấp nháy này, đó. Và ở phía dưới nó có một cái đèn pin nữa đây, đèn pin cầm tay các bạn có thể là soi sáng. Soi sáng là rất là bình thường. Đó. Một cây đèn mà quá nhiều tác dụng. Wow, đã lắm. Mình đã dùng rồi, mình đã dùng cái bản đầu tiên ở cái mức độ là sáng nhỏ nhất là nguyên một đêm không hết. Cho nên là cái bản nâng cấp này thì phải nói là quá là thiệt tuyệt vời, cho nên là mình đã săn và đặt được hai cây mới keng sẽ beng luôn. Đây. Đó.
Như vậy là buổi chiều nay mình đã review cho các bạn xem chi tiết cây đèn Carus CL2 Pro. Đây, Pro. Dung lượng pin của nó là 14.000 mAh. Đấy. Và có rất nhiều chức năng chế độ sáng. Cây đèn này không những là một cây đèn cắm trại camping sử dụng khi mất điện, mà đây còn là một ngân hàng. Đây, power bank là một ngân hàng pin dự trữ, khi mà các bạn điện thoại các bạn hết pin, các bạn có thể lấy cái đèn này ra để các bạn sạc ngược lại cho điện thoại khi mà các bạn cần và để sử dụng khẩn cấp. Đó, rất tuyệt vời. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Một số những video tiếp theo là mình sẽ cập nhật và bổ sung. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.